Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, hãng thông tấn AFP đưa tin hôm 2 tháng 11, lực lượng Hezbollah ở Liban thông báo đã phóng tên lửa vào một căn cứ tình báo của Israel gần Tel Aviv vào rạng sáng cùng ngày. Theo thông báo, cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 2 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Các tay súng Hezbollah đã bắn một loạt tên lửa vào căn cứ Galilot của đơn vị tình báo quân sự 8200 ở ngoại ô Tel Aviv. Bên cạnh đó, Hezbollah cũng cho biết đã bắn loạt tên lửa vào các khu vực ở phía bắc Israel, đặc biệt là thành phố Safed vào sáng cùng ngày. Về phần mình, quân đội Israel xác nhận cò báo động đã được kích hoạt sau khi phát hiện các mục tiêu trên không đáng ngờ từ Liban. Trong cuộc họp giao ban mới đây, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Nga duy trì liên lạc với tất cả các bên trong cuộc xung đột, bao gồm Israel, Iran, Liban và các bên khác. Do đó, nếu những nỗ lực của Nga có hiệu quả, Moscow sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và phong trào Hezbollah. Trước đó, Newsweek dẫn nguồn các phương tiện truyền thông Trung Đông đưa tin Israel nhờ Nga làm trung gian đàm phán hòa bình với Hezbollah. Cổng thông tin Assad al-Aswad của Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng, ngoài ra Israel còn yêu cầu Nga tham gia thỏa thuận ngừng bắn ở Liban, đang được phát triển với sự hỗ trợ của các cố vấn của Tổng thống Mỹ Brett McGurk và Amos Hochstein. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA vừa cảnh báo hiện cơ quan này mới chỉ nhận được 17% số tiền kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Liban, đồng thời kêu gọi các nước tài trợ chuyển các cam kết thành tiền. Người phát ngôn OCHA, ông Jens Lecky cho biết, tình hình nhân đạo đang xấu đi nhanh chóng, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ được giải ngân nhanh chóng. Ông nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc biến những lời cam kết này thành tiền để có thể hoạt động ở tuyến đầu. Phát biểu tại họp báo, ông Lecky cho hay hiện OCHA chỉ nhận được 17% trong số 426 triệu đô la Mỹ được kêu gọi khẩn cấp để triển khai hoạt động viện trợ nhân đạo tại Liban. Những nước đóng góp lớn nhất đến nay là Italy với 17 triệu đô la Mỹ, Mỹ 11,7 triệu đô, Thụy Điển với 9,3 triệu và Pháp với 7,2 triệu, Anh với 6,4 triệu và Đức với 5,5 triệu đô la Mỹ. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, quân đội Israel ngày 1 tháng 11 cho biết Izzi Adin Kassab, một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào thành phố Khan Yunis ở phía nam dải Gaza. Phía Israel mô tả, nhân vật này là một trong những thành viên cấp cao cuối cùng của Hamas, chịu trách nhiệm phối hợp với các nhóm khác ở dải Gaza. Trong khi đó, Hamas trong một tuyên bố đã xác nhận nhân vật này thiệt mạng cùng với một quan chức khác của tổ chức này, tên là Ayman Zayed, trong cuộc tấn công của Israel vào xe hơi của họ ở vùng đất này. Tuy nhiên, các nguồn tin trong Hamas khẳng định ông Kassab là quan chức cấp địa phương, chứ không phải là thành viên cơ quan chính trị ra quyết định của phong trào này. Thủ tướng Liban Najib Mikati mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc Israel mở rộng các cuộc tấn công vào nước ông, cho rằng điều đó cho thấy Tel Aviv khước từ các nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn sau hơn một tháng chiến tranh. Phát biểu sau các cuộc đột kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, ông Mikati nêu rõ, việc Israel tiếp tục mở rộng phạm vi xâm lược vào các khu vực của Liban, liên tục đe dọa người dân phải sơ tán hoàn toàn khỏi các thành phố và làng mạc, và tiếp tục nhắm mục tiêu vào các vùng ngoại ô phía nam Beirut bằng các cuộc tấn công phá hoại. Tất cả đều là những dấu hiệu xác nhận rằng Tel Aviv khước từ mọi nỗ lực đang thực hiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong một diễn biến đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo sẽ điều động các máy bay ném bom B-52, tiêm kích, máy bay tiếp liệu và tàu khu trục đến Trung Đông, trong bối cảnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln sắp rời khu vực. Lầu Năm Góc cho biết trong một thông cáo rằng, việc triển khai sẽ diễn ra trong những tháng tới và chứng minh tính linh hoạt trong các hoạt động quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder, nếu Iran, các đối tác hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ lợi dụng thời điểm này để nhắm vào nhân sự hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người của mình. Các chiến cơ của họ đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu Hezbollah ở Beirut, Liban. Thời báo Israel dẫn thông tin từ lực lượng phòng vệ Israel cho biết, các mục tiêu Hezbollah bị không kích lần này gồm có các trụ sở chỉ huy, nhà máy chế tạo vũ khí và một cơ sở hạ tầng tình báo. Thông cáo cho biết, các máy bay của không quân Israel đã thực hiện đòn tấn công chính xác cao vào loạt mục tiêu của nhóm Hezbollah nằm trong thủ đô Beirut, Liban. Toàn bộ những mục tiêu trên đều nằm trong khu vực đông dân cư. Do vậy, trước khi đòn không kích xảy ra, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cảnh báo dân thường Liban. Lực lượng phòng vệ Israel sau đó đã công bố video ghi cảnh không quân Israel tập kích loạt mục tiêu Hezbollah. Phát biểu tại hội nghị đầu tư ở Riyadh,
Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Fa'an Ansau cho biết, hành động của Israel ở miền Bắc Gaza là tội tiệt chủng, tiếp tục nuôi dưỡng một chu kỳ bạo lực. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út nhấn mạnh, Ả Rập Xê Út sẽ không công nhận Israel nếu không có nhà nước Palestine và sẵn sàng chờ đợi tình hình thuận lợi trước khi tiến hành bình thường hóa. Vị Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cho biết, chúng tôi đang quan sát tình hình hiện tại ở miền Bắc Gaza, nơi bị phong tỏa hoàn toàn và không được phép tiếp cận bất kỳ hàng hóa nhân đạo nào. Cùng với các cuộc tấn công quân sự liên tục, không có cơ hội nào để dân thường tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Đây chỉ có thể được coi là một hình thức tội ác tiệt chủng. Điều này chắc chắn vi phạm luật nhân đạo quốc tế và đang tiếp tục nuôi dưỡng một chu kỳ bạo lực. Trả lời về nhiều cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế, Israel cho biết họ đã tiếp tục chuyển hàng cứu trợ thực phẩm vào Gaza và đổ lỗi ngược lại cho phía Liên Hợp Quốc vì đã không cung cấp đủ lương thực cho người dân Gaza. Bộ Ngoại giao Đức mới đây thông báo, Đức sẽ đóng cửa cả 3 lãnh sự quán của Iran trên lãnh thổ của Đức để phản đối việc Iran hành quyết công dân mang hai quốc tịch Đức và Iran. Tuy nhiên, Đức vẫn cho phép Đại sứ quán Iran tiếp tục mở cửa. Phát biểu tại New York, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết, quan hệ ngoại giao giữa Đức và Iran hiện đã ở mức thấp hơn rất nhiều. Iran đã triệu đại diện ngoại giao của Đức tại Tehran để bày tỏ sự phản đối đối với quyết định không công bằng này. Hôm 28 tháng 10, truyền thông nhà nước Iran thông báo rằng công dân mang hai quốc tịch Đức-Iran Jassid Samad đã bị hành quyết sau khi bị kết án vì bị kết tội đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Sau khi Jassid Samad bị hành quyết, Đức cũng đã triệu đại diện phía Iran để tỏ rõ sự phản đối từ Berlin. Washington Post đưa tin, tính đến cuối tuần trước, gần 1/4 tổng số công trình ở 25 khu vực gần biên giới Liban với Israel đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Tổng cộng có ít nhất 5.868 công trình bị ảnh hưởng, trong đó gần một nửa công trình ở hai khu vực chịu thiệt hại nặng nhất là Aita Ansab và Kfar Kila. Hầu hết thiệt hại chiếm khoảng 80% xảy ra từ ngày 2 tháng 10, ngay sau khi Israel mở một cuộc tấn công trên bộ. Kể từ đó, mức độ phá hủy tiếp tục gia tăng nhanh chóng, gần như gấp đôi mỗi hai tuần, mặc dù các quan chức Israel tuyên bố sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc chiến. Để đưa ra từ báo cáo này, báo Washington Post của Mỹ đã tiến hành phân tích hình ảnh vệ tinh từ miền Nam Liban, xác minh các đoạn video, đồng thời sử dụng dữ liệu radar vệ tinh Sentinel-1 cùng sự hỗ trợ từ chuyên gia Corey Strait của trung tâm CUNY và Jamin Vandenhoek thuộc Đại học bang Oregon. Lực lượng phòng vệ Israel không bình luận về báo cáo này. Trong một tuyên bố gửi đến Washington Post, lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đang thực hiện các cuộc đột kích có mục tiêu dựa trên thông tin tình báo chính xác để khoảng 60.000 người Israel bị di tản có thể quay về nhà ở phía Bắc và loại bỏ mối đe dọa từ Hezbollah. Tình báo của quân đội Mỹ ngày 1 tháng 11 cho biết Iran được phát hiện bắt đầu di chuyển các bệ phóng tên lửa Shahed, Fatah-1, Sahab-3A, Sahab-3B. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ cụ thể. Theo các cơ quan tình báo Mỹ, Iran có thể tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạ tầng chiến lược của Israel vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong khi nhiều hãng truyền thông lớn của Mỹ cũng cho biết Iran sẽ hành động trong vòng vài ngày tới. Cuộc tấn công trả đũa được cho là có sự phối hợp giữa quân đội và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Hiện thông tin về tín hiệu tấn công của Iran vẫn khá nhiễu loạn, trong khi phần lớn nguồn tin cho rằng Tehran sẽ hành động trước thềm bầu cử Mỹ. Số khác nhận định Iran sẽ lùi kế hoạch đến sau cuộc bầu cử nhằm tránh diễn biến có thể tạo cơ hội giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử. Ngoài ra, lần này Iran nhiều khả năng sẽ chọn thực hiện một vụ tập kích bằng nhiều tên lửa và máy bay không người lái từ lãnh thổ Iraq với sự hỗ trợ của lực lượng ủy nhiệm để tránh bị trả đũa lần nữa. Một nguồn tin quân sự Israel cho hay quân đội Israel đang ở mức độ sẵn sàng cao cho cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Tuy nhiên, Israel vẫn đang đánh giá quá trình ra quyết định ở Iran để xác định xem liệu và khi nào một cuộc trả đũa có thể diễn ra hay không. Ngày 31 tháng 10, quân đội Israel phá hủy một văn phòng của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA tại Nusams, gần thành phố Tulkaram ở bờ Tây. Theo ông Nihat Ansawis, trưởng ban dịch vụ của trại Nusams, lực lượng Israel đã sử dụng xe ủi để phá hủy văn phòng UNRWA nằm tại trung tâm trại. Trại Nusams là nơi có hai trường học mà UNRWA dành cho học sinh nam và nữ với hơn 1.500 học sinh theo học. Ngoài ra, trại còn có một trung tâm y tế cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản do UNRWA quản lý, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, trẻ sơ sinh, trẻ em và khám chữa bệnh nói chung. Cùng ngày 31 tháng 10, lực lượng Hezbollah từ Liban đã bắn loạt rocket vào các khu vực phía bắc Israel, bao gồm khu vực Krayot gần Haifa và trại quân sự Zarit.
Theo tuyên bố của Hezbollah, họ đã sử dụng tên lửa dẫn đường tấn công vào một xe tăng Merkava và một xe quân sự của Israel tại khu vực Guatakiam, gây cháy nổ và thương vong cho phi hành đoàn. Phía Israel xác nhận vụ tấn công của Hezbollah đã khiến 7 dân thường nước này thiệt mạng, đánh dấu một trong những ngày thương vong nặng nề nhất trong năm qua. Từ đầu năm đến nay, các vụ tấn công từ Liban đã cướp đi sinh mạng của 39 dân thường Israel. Ngày 31 tháng 10, quân đội Israel đã ban hành cảnh báo sơ tán khẩn cấp cho cư dân ở Banbek, Ayin Budrey và Duris của Liban. Theo thông báo của quân đội Israel đăng tải trên mạng xã hội X, việc sơ tán nhằm phục vụ cho hoạt động quân sự nhắm vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và vũ khí của Hezbollah tại các khu vực nêu trên. Kể từ cuối tháng 9, Israel đã liên tục ban hành các lệnh sơ tán đối với cư dân tại nhiều khu vực ở Liban, đặc biệt là miền Nam và miền Đông, nhằm đảm bảo an toàn cho dân thường trong bối cảnh xung đột leo thang với nhóm Hezbollah. Các lệnh sơ tán này đã dẫn đến việc hàng trăm nghìn người dân Liban phải rời bỏ nhà cửa, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực. Chính phủ Liban đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép ngoại giao, buộc Israel ngừng các cuộc không kích và lệnh sơ tán nhằm bảo vệ an toàn cho dân thường. Trang Axios dẫn hai nguồn tin ẩn danh ở Israel cho hay Iran sẽ sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái để tấn công Israel trong những ngày tới thông qua lực lượng ủy nhiệm ở Iraq. Theo Axios, chiến thuật này của Tehran nhằm tránh một cuộc tập kích trả đũa của Israel nhằm vào những mục tiêu chiến lược trong lãnh thổ Iran như hôm 26 tháng 10. Cuối tháng trước, để trả đũa vụ tấn công tên lửa của Iran, Israel đã triển khai chiến dịch không kích quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có nhà máy chế tạo tên lửa của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Sau vụ việc này, giới chức Tehran tuyên bố sẽ đáp trả đau đớn Tel Aviv. Báo New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, đầu tuần này, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã chỉ đạo Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao lên kế hoạch trả đũa. Theo đó, giới chức Iran được cho là đã đưa ra một danh sách thống kê các mục tiêu ở Israel mà họ có thể nhắm đến. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, Iran có ý định đáp trả Israel sau bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, thay vì trước bầu cử do lo ngại rằng căng thẳng gia tăng có thể làm tăng cơ hội tái đắc cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện chưa rõ thời điểm và quy mô đáp trả của Iran, nhưng các nhà phân tích nhận định Iran sẽ tìm cách tránh xung đột leo thang vượt tầm kiểm soát.